Xin chào các em đến với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Các em thân mến, ở tiết trước chúng ta đã được học về bài 38 Kinh tế Bắc Mỹ, phần 1 nhỏ này nông nghiệp tiên tiến. Vậy trước khi đi vào bài học mới ngày hôm nay, cô sẽ kiểm tra lại bài cũ. Câu 1, nội dung nào sau đây không đúng với đặc điểm này nông nghiệp Bắc Mỹ? A có trình độ khoa học tiên tiến. B có lực lượng lao động dồi dào. C. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi Hay D. Có diện tích đất nông nghiệp lớn Và đáp án đúng cho câu hỏi này là đáp án B. Có lực lượng lao động dồi dào Đây là nội dung không đúng với đặc điểm này nông nghiệp Bắc Mỹ Câu 2. Dựa vào lượt đồ nông nghiệp Bắc Mỹ, hãy nối các ý ở hai cột trong bản sau thành kiến thức chính xác cột A là các sản phẩm nông nghiệp, cột B là nơi phân bố chính. Như vậy, chăn nuôi phân bố chủ yếu ở vùng núi và các công viên phía tây. Vùng trồng lúa mì được trồng nhiều ở phía nam Canada và phía bắc Hoa Kỳ. Vùng trồng ngô, chăn nuôi lợn và bò sữa phân bố ở phía nam của Hoa Kỳ. Vùng trồng cây công nghiệp nhật đới và cây ăn quả phân bố ở bang vịnh Mexico ở vùng trồng cây ăn quả cận nhiệt, phân bố ở phía Tây Nam của Hoa Kỳ. Các em thân mấy, như vậy ở tiết trước chúng ta đã được tìm hiểu về ngành kinh tế đầu tiên của Bắc Mỹ là nông nghiệp. Vậy hai ngành kinh tế còn lại là công nghiệp và dịch vụ có đặc điểm như thế nào? Các em biết không, nền công nghiệp Bắc Mỹ phát triển trong những điều kiện đặc biệt của một lãnh thổ giàu tài nguyên và nguồn nhân lực giàu khả năng, giàu tính cơ động và tinh thần thực dụng biểu thị ở câu nói của nhà chính khách và bác học Mỹ Flanling. Thời gian là tiền bạc. Trong quá trình phát triển, các nước ở Bắc Mỹ đã thành lập khối một dịch tự do Bắc Mỹ NAFTA để kết hợp sức mạnh của các nước thành viên tạo nên một thị trường chung rộng lớn. Vậy bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả các vấn đề đã nêu trên. Tiết 45 bài 39 Kinh tế Bắc Mỹ, phần tiếp theo. Ở bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba nội dung. Nội dung thứ nhất là công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới. Nội dung thứ hai là dịch vụ hiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế và nội dung thứ ba là hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ, gọi tắt là nasta Cho bài học ngày hôm nay là bài học kế tiếp của bài học hôm trước. Cho nên đây các mục của bài học ngày hôm nay sẽ bắt đầu từ mục 2, 3 và 4. cũng như nông nghiệp thì công nghiệp Bắc Mỹ cũng chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới. Vậy ở Bắc Mỹ có những ngành công nghiệp nào, sự phân bố của các ngành công nghiệp này ra sao và đặc điểm của các ngành công nghiệp đó như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu trong một bài nhỏ công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới. Thì ở mục này chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu hai nội dung. Nội dung thứ nhất là sự phân bố các ngành công nghiệp và nội dung thứ hai là đặc điểm nền công nghiệp các nước Bắc Mỹ. Bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu nội dung đầu tiên, a à, sự phân bố công nghiệp. Vậy Bắc Mỹ có những ngành công nghiệp nào và sự phân bố của các ngành công nghiệp này ra sao? Để biết được điều đó thì các em hãy quan sát hình 39.1 trong sách giáo khoa. Các em hãy nêu các ngành công nghiệp và sự phân bố của các ngành công nghiệp. Các em hãy hoàn thiện bản kiến thức sau. Bắc Mỹ gồm có ba quốc gia là Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Các em hãy xác định các ngành công nghiệp chính của ba nước này và sự phân bố của các ngành công nghiệp đó. Các em hãy quan sát hình 39.1, lược đồ công nghiệp Bắc Mỹ. Như vậy, Bắc Mỹ bao gồm ba nước Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Ba nước này được biểu thị bằng ba màu sắc khác nhau trên lược đồ. Canada được biểu thị bằng màu vàng, Hoa Kỳ được biểu thị bằng màu trắng và Mexico được biểu thị bằng màu hồng. Các em hãy lưu ý phần chú giải của lực đồ để biết được tên của các ngành công nghiệp. Như vậy, sau khi quan sát lực đồ, chúng ta có thể thấy được rằng Canada phát triển mạnh các ngành công nghiệp khai thác và chế biến lâm sản, hóa chất, luyện kim, công nghiệp thực phẩm. Các ngành này phân bố chủ yếu ở phía bắc hồ lớn, văn biển Đại Tây Dương. Còn Hoa Kỳ thì ở Hoa Kỳ có tất cả các ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao như sản xuất ô tô, đóng tàu, lọc dào hay là các ngành công nghiệp đòi hỏi công nghệ cao như là điện tử, vi điện tử, hàng không và vũ trụ. Các ngành này phân bố chủ yếu ở phía Nam Hồ Lớn và vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Phân bố ở phía Nam, Ven Thái Bình Dương, vùng Vành Đai Mặt Trời còn Mexico thì phát triển mạnh các ngành công nghiệp cơ khí điện kim hóa chất, đóng tàu lọc dầu, công nghiệp chế biến thực phẩm phân bố chủ yếu của các ngành này là ở thủ đô Mexico City và các thành phố ven vịnh Mexico. Đây là bản kiến thức các ngành công nghiệp chính và sự phân bố của các ngành công nghiệp ở Bắc Mỹ các em ghi bản kiến thức này vào vở. Như vậy là chúng ta đã biết được tên các ngành công nghiệp ở Bắc Mỹ và sự phong bố của các ngành công nghiệp ở Bắc Mỹ. Vậy nền công nghiệp Bắc Mỹ có đặc điểm như thế nào? Chúng ta sẽ tìm, tìm hiểu tiếp trong nội dung sau đây. Các em hãy tham khảo nội dung sách giáo khoa, kết hợp quan sát những hình ảnh dưới đây. Hãy nhận xét về trình độ phát triển nền công nghiệp ở Bắc Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ. Thì Để biết được đặc điểm ngành công nghiệp ở Bắc Mỹ thì các em hãy quan sát hình 39.1, lược đồ công nghiệp Bắc Mỹ. Các em hãy dựa vào lược đồ công nghiệp Bắc Mỹ, các em hãy nhận xét cơ cấu các ngành công nghiệp ở Bắc Mỹ như thế nào? Như vậy các em thấy là ở Bắc Mỹ thì các ngành công nghiệp có cơ cấu rất đa dạng, gồm có rất là nhiều ngành bao gồm cả những ngành công nghiệp truyền thống và những ngành công nghiệp công nghiệp hiện đại đòi hỏi công nghệ kỹ thuật cao. Sau khi quan sát hình 39.1, thì các em hãy quan sát các hình ảnh sau đây. Hình ảnh về công nghiệp khai thác gỗ ở Canada. Đây là hình ảnh về thông lũng silicon nổi tiếng, nơi tập trung công nghệ điện tử của Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh về xưởng lắp ráp ô tô của Mexico, đây là hai hình ảnh trong sách giáo khoa hình 39.2 tàu con thoi Challenger và hình 39.3 sự lắp ráp máy bay Boeing của Hoa Kỳ. Thì các em biết là tàu con thoi Challenger thì việc sản xuất cái tàu con thoi Challenger là bước tiến rất quan trọng trong ngành vũ trụ của Hoa Kỳ. Tàu con thoi Challenger giống như chiếc máy bay phản lực có thể sử dụng nhiều lần Do đó cần trình độ khoa học kỹ thuật phát triển cao để có thể sử dụng các hình thức mới nhất vào việc cải tiến và hoàn thiện các tàu vũ trụ trừ dùng một lần sang sử dụng nhiều lần. Sản xuất máy bay boeing ở Hoa Kỳ thì đòi hỏi nguồn nhân lực có tay nghề cao và đông. Sự phân công lao động hợp lý, sự chính xác cao độ, việc chuyên môn hóa và hợp tác hóa trong khi chế tạo các chi tiết máy bay phải hợp lý, khoa học, chính xác kịp thời để có thể lắp ráp thành các máy bay theo đúng yêu cầu riêng của khách hàng so với việc sản xuất máy bay Airbus ở châu Âu mà sau này các em sẽ được học thì việc sản xuất máy bay Airbus ở châu Âu nó đòi hỏi phải có sự hợp tác rộng rãi của nhiều nước trong liên minh châu Âu cùng tham gia sản xuất theo sự phân công lao động từng bộ phận của máy bay. Còn đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ không cần cái sự hợp tác rộng rãi của nhiều nước mà một mình Hoa Kỳ có thể sản xuất được cái máy bay Boeing nổi tiếng trên thế giới. Đây là hình ảnh về chương trình Mercury đây là chương trình đưa người vào vũ trụ đầu tiên của Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh về nhóm du hành vũ trụ của chương trình Mercury. Đây là hình ảnh về máy bay đầu tiên chạy bằng pin hydro của hãng hàng không Boeing. Đây là hàng không chiếm hạm của Hoa Kỳ, hay còn gọi, hay còn gọi là tàu sân bay. Đặc biệt các em nhìn vào bảng GDP các nước Bắc Mỹ năm 2001 và năm 2015. Các em chú ý vào cầu xếp vị trí xếp thứ trên thế giới vào năm 2015. Thì các em thấy là vào năm 2015 thì Hoa Kỳ đứng đầu thế giới. Canada đứng thứ 11 thế giới và Mexico đứng thứ 15 thế giới. Như vậy các nước Bắc Mỹ đều là những nước mà có nền công nghiệp đứng đầu thế giới. vậy công nghiệp Bắc Mỹ phát triển đạt trình độ cao thì các nước Bắc Mỹ có nền công nghiệp phát triển cao cơ cấu ngành đa dạng trong đó công nghiệp chế biến chiếm ưu thế Hoa Kỳ là nước có nền công nghiệp đứng đầu thế giới đặc biệt là ngành hàng không và vũ trụ phát triển rất là mạnh mẽ Hoa Kỳ là nước có nền công nghiệp đứng đầu thế giới, nhưng mà một thời gian thì nền công nghiệp ở Bắc, ở Hoa Kỳ có những biến động lớn sau những cùng khủng hoảng kinh tế liên tiếp từ năm 1970 đến năm 1973, từ năm 1980 đến năm 1982 thì vành đai các ngành công nghiệp truyền thống ký hiệu màu tím trên màn hình là bị sa sút dần và buộc phải thay đổi công nghệ để có thể tiếp tục phát triển. Trong khi đó, các ngành công nghiệp gắn với công nghệ kỹ thuật cao như là sản xuất máy móc tự động điện tử, vi điện tử, sản xuất vật liệu tổng hợp, hàng không vũ trụ được phát triển rất nhanh ở phía Nam và Duyên Hải Thái Bình Dương. Ký hiệu phần màu đỏ trong hình thì phần thì cái vùng phía Nam và Duyên Hải Thái Bình Dương này được gọi là vùng vành đai mặt trời. Đã là vùng rất mạnh, phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây ở Hoa Kỳ. Như vậy nhìn vào hình 40.1 lược đồ không gian công nghiệp của Hoa Kỳ chúng ta thấy ở Hoa Kỳ có sự chuyển dịch vốn và lao động từ vùng Đông Bắc xuống vùng phía Tây và phía Nam của Hoa Kỳ. Như vậy công nghiệp thì chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới. Vậy dịch vụ có đặc điểm như thế nào? Chúng ta sang một ba nhỏ dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Các em hãy dựa vào bảng số liệu dưới đây cho biết vai trò các ngành dịch vụ ở Bắc Mỹ. Các em hãy quan sát bảng số liệu và nhận xét tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP ở các nước Bắc Mỹ như thế nào. Thì chúng ta thấy là trong cơ cấu kinh tế các quốc gia ở Bắc Mỹ thì ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP. Canada và Mexico chiếm 60% còn Hoa Kỳ thì ngành dịch vụ chiếm 72% trong cơ cấu GDP. Chúng ta đã được biết là công nghiệp của các nước Bắc Mỹ phát triển rất là mạnh, Nhưng mà chúng ta nhìn vào bảng cơ cấu trong GDP thì chúng ta thấy là công nghiệp chiếm cái tỷ trọng không có cao như dịch vụ. Như Canada thì tỷ trọng của công nghiệp chỉ chiếm 27% trong cơ cấu GDP, Hoa Kỳ tỷ trọng của công nghiệp chiếm 26% trong cơ cấu GDP và Mexico thì tỷ trọng của công nghiệp chiếm 28% trong cơ cấu GDP. Như vậy chúng ta có thể khẳng định là dịch vụ ở các nước Bắc Mỹ phát triển rất là mạnh và các hoạt động, các lĩnh vực dịch vụ ở Bắc Mỹ rất là đa dạng. Bây giờ cô sẽ cho các em xem những hình ảnh sau đây để chúng ta hiểu hơn về các lĩnh vực dịch vụ, các lĩnh vực dịch vụ ở Bắc Mỹ như thế nào. Đây là thành phố New York, thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Thành phố New York của Hoa Kỳ đây là sở giao dịch chứng khoán New York. Đây là hình ảnh về giao thông của Hoa Kỳ. Thì năm 2003, ở Hoa Kỳ có khoảng 759 chiếc xe hơi cho 1.000 người dân. Đây là thành phố Toronto của Canada. Như <laughs> vậy, dịch vụ tím tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP dịch vụ tập trung vào các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông. Thì trong quá trình phát triển, các nước ở Bắc Mỹ đã thành lập khối mậu dịch tự do Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA. Vậy cái khối mậu dịch tự do Bắc Mỹ này nó có đặc điểm như thế nào? Các em sang phần 4 nhỏ, hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ. Thì ở cái mục này, các em hãy tìm hiểu Hiệp định Mậu Dịch Tự do Bắc Mỹ với 6 nội dung sau. Năm thông qua các nước thành viên, quy mô của tổ chức về số dân, tài nguyên thiên nhiên, mục đích thành lập, thế mạnh của từng thành viên và vai trò của Hoa Kỳ trong NATO. Các em hãy tìm hiểu nội dung trên sách giáo khoa để trả lời các câu hỏi này. Như vậy, Hiệp định Mậu Dịch Tự do Bắc Mỹ được ký kết vào ngày 12 tháng 8 năm 1992, thông qua vào năm 1993 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1994. Vùng có 3 nước thành viên là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Về quy mô thì dân số của khu vực này là 419 triệu người vào năm 2001. Đây là khu vực có tài nguyên phong phú cả về nhiên liệu và nhiên liệu. Mục đích của hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ là được thành lập nhằm kết hợp thế mạnh của ba nước để tạo nên một thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Thế mạnh của từng nước thì Hoa Kỳ và Canada có nền kinh tế phát triển cao, công nghệ hiện đại, vốn lớn. Còn Mexico thì có nguồn lao động dồi dào, giá rẻ, tài nguyên khoáng sản phong phú, vừa là cầu nối với khu vực Trung và Nam Mỹ thì trong hiệp định mậu dịch tự do bắc mỹ thì hoa kỳ có vai trò quan trọng nhất chiếm phần lớn kim ngạch xuất khảo đầu tư vào mexico chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khảo của canada Bây giờ chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi để củng cố lại nội dung kiến thức của bài học ngày hôm nay. Câu 1. Nội dung nào sau đây không đúng với đặc điểm nền công nghiệp Bắc Mỹ? A. Phát triển cao, đứng hàng đầu thế giới. B. Nguồn nguyên liệu dồi dào, giá chăng công rẻ. C. Công nghiệp chế biến chiếm ưu thế, các ngành điện tử, hàng không vũ trụ được chú trọng. D. Có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường. Như vậy đáp án đúng của câu hỏi này là đáp án B. Đây là nội dung không đúng với đặc điểm này công nghiệp ở các nước Bắc Mỹ. Câu 2. Hố kinh tế NAFTA đã kết hợp được thế mạnh của A. Canada và Hoa Kỳ có nông nghiệp phát triển mạnh. Mexico có nguồn lao động lớn, giá rẻ, nguồn nguyên liệu dồi dào. B. Canada và Mexico có nông nghiệp phát triển. Hoa Kỳ có công nghiệp phát triển. C. Hoa Kỳ và Canada có nền kinh tế phát triển cao, tiềm lực lớn, công nghiệp hiện đại. Còn Mexico có nguồn lao động và nguyên liệu dồi dào. 2D. Hoa Kỳ có nền kinh tế phát triển, còn Canada và Mexico có nguồn năng lực và nguyên liệu dồi dào. Đáp án đúng của câu hỏi này là đáp án C. Hoa Kỳ và Canada có nền kinh tế phát triển cao, tiềm lực lớn, công nghiệp hiện đại, còn Mexico có nguồn lao động và nguyên liệu dồi dào.